Để trước các màn hình. Con này còn GT1030. Mình lắp mua về lắp trong con máy đồng bộ của mình đây. Đây này. Con đeo Optilec này. Bây giờ này mình sẽ mở hộp ra. Shop này là shop một shop ở Trọng Thanh Thanh Hóa này. Đóng hàng khá là. Đây có một vết méo móc. Mình nghĩ là sẽ không ảnh hưởng gì đến bên trong cả. Tí này nữa. Mình không biết là nó bé tẹo này. Rất cẩn thận, rất nhiều dùng ý chống sóc. Samsung. Chiếc này máy đồng bộ Samsung, hàng OEM. Con này thì có một cổng HDMI và một cổng DVI 24+1. Đây cổng này cổng 24+1. Rồi ok nha. Rất là mới, hình thức thực sự là rất là mới luôn. Những cái chân cổng chân cắm này hầu như nó không có vẫn còn bóng mà không có vết than gì thì cả cả ốc đây nữa này. Con này chủ yếu lắp trong máy đồng bộ nào như nó không bị chịu cái môi trường như người dùng cá nhân ấy, bụi bặm rồi là nước lôi ẩm thấp ấy, trong doanh nghiệp mà rất là đẹp. Chất độ gia công thời đấy có nghĩa mình nghĩ cái thời đấy nó con này lâu lắm rồi, chắc phải tầm gần chục năm rồi, nhưng mà nó cái thời đấy họ làm cũng khá là chất lượng. Rồi video lắp thử vào cạc vào màn hình thì mình sẽ quay riêng nhá. Video này chủ yếu mở hộp ra thôi. Con này nó giá shop bán là 950.000, mình áp một cái mã giảm giá được giảm thêm gần 100.000 nữa, còn 855.000 1030 2GB DDR5. Ok.